Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 10 bị cáo chuyên mua bán các cô gái phục vụ khách hát karaoke về các tội mua bán người dưới 16 tuổi và mua bán người cầm đầu nhóm này là Nguyễn Thị Hoa, 39 tuổi, trú tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo cáo trạng, khi khách đến hát thường liên hệ với Hoa để gọi các nhân viên nữ đến phục vụ với số tiền từ 300 đến 500 ngàn đồng một nhân viên cho 2 giờ phục vụ. Nếu quá thời gian trên thì khách phải trả thêm tiền. Do thấy việc làm này mang lại lợi nhuận cao, nên Hoa đã tuyển nhiều nhân viên nữ để phục vụ khách hát. Từ năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, Hoa và đồng bọn đã mua bán tổng cộng 11 cô gái từ 15. 15 đến 18 tuổi ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với giá từ 4 đến 35 triệu đồng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa tù chung thân về các tội mua bán người dưới 16 tuổi và mua bán người. Chính bị cáo còn lại lãnh mức án từ 5 năm đến 30 năm tù giam về các tội danh trên.